về dịch season 9. Sự tự lập ngày càng tăng của nhiều người cao tuổi có lẽ liên quan đến sự gia tăng lớn trong việc sử dụng các phương tiện đơn giản hỗ trợ y tế tại nhà. Ví dụ, việc sử dụng bồn cầu nâng cao đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi bắt đầu nghiên cứu, và việc sử dụng ghế tắm đã tăng hơn 50%. Những phát triển này cũng mang lại một số lợi ích sức khỏe. Theo một báo cáo từ nhóm nghiên cứu quỹ MacArthur về lão hóa, nhóm tìm thấy rằng những người cao tuổi có thể giữ được cảm giác độc lập, có nhiều khả năng sống mạnh khỏe hơn trong tuổi già. Duy trì mức độ hoạt động thể chất hàng ngày có thể giúp ích cho hoạt động trí óc. Carl Kottman, một nhà thần kinh học ở Đại học California, cho biết ông đã phát hiện ra rằng những con chuột tập thể dục trên máy chạy bộ tăng mức yếu tố dinh dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ não chảy qua bộ não của chúng. Kottman tin rằng hormone này giữ cho tế bào thần kinh hoạt động, có thể ngăn chặn sự suy giảm trong bộ não của những người năng động. Là một phần của nghiên cứu tương tự, Teresa, một nhà dịch tễ học xã hội tại Đại học Nam California, đã tìm thấy mối liên hệ giữa lòng tự trọng và sự căng thẳng ở những người trên 70 tuổi. Các hoạt động đầy thách thức như lái xe khiến những người cảm thấy cuộc sống của họ bị kiểm soát, đã giảm bớt mức độ căng thẳng hormone như cortisol. Mức độ cao mãn tính của các hormone này có liên quan đến bệnh tim. Nhưng độc lập cũng có nhược điểm. Siemens phát hiện ra những người cao tuổi cảm thấy bị cô lập về mặt cảm xúc, duy trì mức độ hormone căng thẳng cao ngay cả khi ngủ. Nghiên cứu cho thấy rằng những người lớn tuổi có sức khỏe tốt nhất khi họ cảm thấy độc lập, nhưng biết rằng họ có thể nhận được sự giúp đỡ khi cần.